Làm bánh lọc trần có khó không? Hãy theo tôi. Đầu tiên là ướp thịt và kho một nồi thịt lấp lánh, óng ánh để nhét vô bánh bột lọc cho nó ngon nha. Đúng ra là phải có tôm nữa nhưng mà tôi không có mua được tôm. Ướp cũng dễ lắm, cái vị nó phải ra được cái vị ngọt ngọt, mặn mặn và vị ngọt nhiều hơn để tí mình còn rưới nước mắm lên mình ăn nữa. Món này là phải bỏ nhiều tiêu nha, nhiều tiêu nó mới thơm mới ngon. Trời ơi, ta nói nếu như mà có đủ tôm nữa thì cái bánh lọc của mình xuất sắc luôn á. Sau khi ướp thịt xong thì tôi cho vô nồi cơm điện để tôi nấu cho nó nhanh. Trời ơi, bỏ vô nồi cơm điện nấu tiện lắm bà con ơi. Đang đi trốn dịch thì có gì xài đó chứ đâu có dám đòi hỏi nhiều đâu. Mình cứ bắt thịt lên rồi xào qua xào lại như vậy đó. Nếu mà mặn quá thì cho thêm đường. Nhìn cái nồi thịt lấp la lấp lánh vàng óng ánh như vậy là biết ngon rồi đúng không mọi người? Tiếp theo là đi qua công cuộc nhồi bột. Chúng ta cần bột năng, nước sôi và một đôi tay lực lưỡng để nhồi cái bột này nha. Đôi tay nào mà yếu ớt quá thì không nhồi nổi đâu. Tôi xin phép bỏ qua cái đoạn nhồi này vì tay tôi quá lực lưỡng. Công đoạn tiếp theo là công đoạn nặng bánh. Trời ơi, xin chào mừng các bạn đến với cái bánh lực lưỡng của tôi. Người ta làm có 1/3 cái bánh thôi, còn tôi là làm cái bánh to bự chát. To giống như cái bánh há cảo mandu của Trung Quốc đó mọi người. Trời ơi, làm cái món này nhiều bước xỉu luôn á. Sau đó thì tôi đi phi hành, xin phép bỏ qua cái bước phi hành bởi vì nó quá lâu. Chưa được ăn đâu, còn bước nữa là bước luộc bánh lọc, mà nhớ là nước phải sôi rồi mới bỏ bánh lọc vô nha mọi người. Bỏ bánh lọc vô vớt ra thì nó sẽ như này nè. Trời ơi, trộn với mỡ hành, sau đó thì phết miếng nước mắm lên nhức nách.